nằm trong các hoạt động của lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ tư năm 2013. Tối ngày hôm qua tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra đêm chung kết vinh danh nữ hoàng cà phê với chủ đề Đi tìm đại sứ cà phê Việt Nam năm 2013. Đây là chương trình lần đầu tiên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Trung Nguyên phối hợp tổ chức. Chương trình Nữ hoàng cà phê là cuộc tìm kiếm thông qua những trải nghiệm thực tế nhằm tìm ra gương mặt đại diện cho cà phê Việt Nam, trải qua vòng sơ tuyển được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Hà Nội. Đã có 19 thí sinh được tuyển chọn vào vòng chung kết. Ngoài các phần thi áo dài, trang phục dạ hội thì các thí sinh còn thể hiện những kiến thức, khả năng hiểu biết về cà phê và khả năng xử lý tình huống. Vượt qua 18 thí sinh tại vòng chung kết, thí sinh Nguyễn Lâm Diễm Trang đến từ tỉnh Vĩnh Long đã đạt vương miện Nữ hoàng cà phê Việt Nam năm 2013 và sẽ đảm nhận vai trò đại sứ cà phê Việt Nam trong 2 năm. Ngoài ra thì ban tổ chức cũng đã trao các giải thưởng người đẹp Pasna, người đẹp sáng tạo, tài năng dành cho các thí sinh Trần Ngọc Nguyên Khánh và Nguyễn Thành Thảo.